Xin chào tất cả mọi người, mình là Kim. Hôm nay mình sẽ chia sẻ một buổi đi học bài. Và chuyện đầu tiên đó là mình bị lạc đường. Rồi, mình sẽ chia sẻ tiếp sau. Bây giờ mình sẽ chia sẻ về cập nhật đi học. Đó chính là mặc một chiếc áo đỏ, đeo kính đỏ và bịt khẩu trang, bịt theo đuôi đeo da. Với đó thì và quần trong cơ để kẹp cho quen. Đây mới là nội dung chính của ngày hôm nay. Đầu tiên chúng ta sẽ được học về lý thuyết, có bộ nguyên tắc an toàn khi bay. Nguyên tắc thứ nhất, người điều khiển luôn luôn đứng phía sau máy bay, xác định bằng đèn nếu là ban đêm, xác định bằng radar nếu là ban ngày, và một cách xác định nữa có thể dùng cho cả đêm lẫn ngày, đó là nhìn vào màn hình điều khiển. Nguyên tắc thứ hai chính là kiểm tra chỗ an toàn đã được bằng chặt. Nguyên tắc thứ ba là khoảng cách an toàn 3-5 mét xung quanh máy bay. Và nguyên tắc cuối cùng chính là khởi động điều khiển tay cầm trước, cắm pin máy sau và tắt thì ngược lại. Điều kiện an toàn khi bay: thứ nhất, không được bay trong các công trình kiến trúc, khu vực trụ sở, cơ quan làm việc của đảng và nhà nước. Thứ hai, không được bay trong các khu vực quốc phòng, an ninh. Thứ ba, không bay trong điều kiện thời tiết xấu như bão, sấm sét. Thứ tư, không nên bay khi sử dụng chất uống có cồn. Thứ năm, không nên bay ở các khu vực cột điện có đường dây cao thế, cáp chéo, vân vân. Đây là điều kiện tay cầm. Chúng ta sẽ khởi động bằng cách nhấn một lần và một lần nữa, giữ 3 giây. Tiếp đến là hai nút điều hướng. Nút điều hướng phía bên trái có chức năng điều khiển về độ cao, kéo xuống dưới để hạ thấp máy bay, kéo lên trên để nâng máy bay lên, kéo sang trái để quay sang trái, kéo sang phải để quay sang phải. Nút bên phải điều khiển hướng đi của máy bay, kéo xuống để bay lùi, kéo tới để bạn tiến tới, kéo sang trái để tiến sang trái, kéo sang phải để tiến sang phải. Chúng ta sẽ cất cánh bằng cách kéo hai nút điều hướng vào trong một góc 45 độ cùng một lúc và giữ 3 giây. Và hạ cánh bằng cách sau khi kéo nút điều hướng hết nấc, hạ máy bay tiếp đất, giữ thêm 3 giây nữa để động cơ hoàn toàn dừng lại. Rồi, thực hành bay thôi. Tiếp theo, chúng ta sẽ lập trình để bay tự động. Đầu tiên là đo ruồng. Sẽ đi bộ đó hết cả cánh đồng này hả? Đùa chút thôi. Thời buổi cứng đề hiện đại này, phải đi đo bằng xe máy cho nhanh chứ. Thầy giáo đang hướng dẫn cách điều chỉnh bản đồ. Công việc của chúng ta bây giờ là ngồi trong gym bạc và quan sát máy bay thôi. Alo, đây mọi người, đi bay nặng quá. Dừng liêu ngồi bay đó. Đây. Đăng ký ngay khóa học tại atrion.vn hoặc subscribe kênh YouTube của tụi mình để được theo dõi các khóa học online nha.